Xin chào các bạn nhé. Đầu xuân năm mới, khoa học ứng dụng xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn, đặc biệt là các bạn làm YouTube, một năm mới sẽ có nhiều view, nhiều DK và thành công trong trong cái công việc, trong cái đam mê của mình. Hôm nay thì khoa học ứng dụng chia sẻ nhanh với các bạn một cái điều, đó là sức mạnh của việc chúng ta ở trong cái top tìm kiếm ấy, các video của chúng ta trong top tìm kiếm và cái bí quyết nó ở đâu. Thì thưa các bạn là từ khi làm YouTube thì Dũng cũng, khoa học ứng dụng cũng đã đọc và đã nghiên cứu rất nhiều, những cách làm YouTube làm sao mà để cho kênh phát triển ngày càng nhanh hơn. Thế và khoa học ứng dụng thấy rằng việc mà chúng ta cứ làm và chúng ta không nghiên cứu, không chú ý thì thưa các bạn là rất khó có thể đưa kênh phát triển mạnh được. Thế và thật là tuyệt vời khi mà khoa học ứng dụng đã tìm ra được những cách thức để giúp cho cái việc tìm kiếm giúp cho các video của mình trên nằm trong cái top tìm kiếm khi mà khán giả gõ vào YouTube và tìm kiếm những cái tên video, những cái chủ đề đó, thì khi mà được lên top tìm kiếm thì cái số lượng view, cái số lượng người mà xem video của các bạn sẽ rất là nhanh. Thế ở đây thì có trong mấy ngày Tết vừa qua thì rất là tuyệt vời, cái số lượng xem một cái video của khoa học ứng dụng tăng một cách đột biến. Đây là cái số liệu phân tích mà xin chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ để xem số lượng phân tích này thì tất cả các bạn đã đều biết rồi. Chúng ta sẽ vào kênh của chúng ta, sau đó vào YouTube Studio và chúng ta ấn vào phần số liệu phân tích thì nó sẽ ra cái số liệu trang tổng quan đây, số liệu phân tích về kênh. Thì ở đây nó có một cái thông báo, đó là thật tuyệt vời, số lượt xem kênh của bạn tăng 4.484% vì số người xem tìm thấy một trong các video cũ của bạn từ kết quả tìm kiếm tăng lên. Thì ở đây rõ ràng là cái kết quả tìm kiếm nó được tăng lên rất nhiều. Đây chúng ta có thể nhìn trên biểu đồ beta này, chúng ta có thể thấy. Và YouTube khuyên chúng ta là hãy tiếp tục phát triển nhé. Trong 28 ngày qua thì số lượt xem trên kênh của bạn tăng 208% so với thường lệ. Và ở đây thì kênh của bạn có 80.694 lượt xem, cao hơn bình thường. Và ở đây thì số lượt xem trong 28 ngày qua là 80.700. Số người đăng ký thì trong thời gian qua, trong mấy ngày Tết thì cũng đã tăng lên rất nhiều, là 374 người đăng ký. Và đây, đây là cái kết quả trên biểu đồ, có thể thấy là ngày 31 tháng 2, ngày 31 tháng 1, tức là đúng ngày 30 Tết ấy, thì thưa các bạn là cái số lượt người xem cái video mà từ kết quả tìm kiếm là 42.239. Như vậy là trong một ngày mà khá là đông số người xem. Thì thưa các bạn, chúng ta có thể vào đây thêm để chúng ta có thể thấy. Ở đây thì có thể là những video hàng đầu trong thời gian qua, thì có thể các bạn có thể nhìn thấy đây. Ví dụ như cái video mà xem nhiều nhất, đó là tiếng pháo nổ Tết xưa 22 phút Happy New Year đấy. Thì nó là 62.426 lượt xem trong 28 ngày qua. Tiếp đó là video sóng nhạc sóng Delta chữa đau đầu hiệu quả thì là 9.589 lượt xem, vân vân. Thì ở đây nó sẽ có top các video mà xem nhiều nhất trong 28 ngày qua. Thế ở đây chúng ta có thể ấn vào xem thêm để chúng ta biết cụ thể về những cái phân tích của YouTube. Ở đây là một cái bảng chi tiết về mà YouTube đưa ra cho chúng ta đây ạ. Đây là cái số người xem đây. Tổng số người xem video trong 28 ngày qua là tiếng pháo nổ Tết xưa 22 phút, đó là 62.427.000 lượt xem trong 28 ngày qua. Nhạc sóng Delta này 900
9.588 lượt xem, và đây nó sẽ cụ thể cả doanh thu các thứ, và đây tất cả các video đều có cái hiển thị ở trong đây, thì các bạn có thể truy cập và chúng ta có thể nhìn thấy những cái số liệu cụ thể mà YouTube phân tích cho chúng ta thấy trong 28 ngày qua, hoặc là chúng ta có thể chọn trong trong toàn thời gian, hoặc trong 365 ngày qua thì chúng ta vào đây chúng ta có thể hoàn toàn chọn được. Nhưng ở đây thì chúng tôi chỉ chia sẻ với các bạn những cái dữ liệu cơ bản về cái việc tìm kiếm của chúng ta thôi ạ. Hay chúng ta có thể phân tích cụ thể cái video đạt cái số lượng view cao như vậy thì cụ thể video đó như thế nào, thì chúng ta có thể vào trực tiếp video, chúng ta xem cái số liệu phân tích về video, xem là người ta khán giả đã tìm thấy cái video này từ những con đường nào, thì chúng ta vào đây chúng ta phân tích, chúng ta xem. Thưa các bạn, là từ lúc xuất bản thì video này đã có 95.820 lượt xem từ lúc xuất bản. Thế và đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được tìm kiếm trên YouTube nó đạt 69,4%, như vậy với cái tỷ lệ rất cao, 69,4% là tỷ lệ rất cao trong tìm kiếm. Và cái tính năng khác, các tính năng khác của YouTube chỉ có 11,4%, bên ngoài YouTube là 8,7%, các tính năng duyệt 4,3%, trực tiếp hoặc không xác định chỉ có 2,6%. Như vậy rõ ràng là cái video này thì cái số lượng người xem rất là cao từ cái kết quả tìm kiếm. Và đây thì cái số lượt, số người xem cùng một lúc đồng thời cao nhất là 112 người. Thì có thể là vào cái lúc giao thừa người ta mở, người ta xem đấy các bạn. Thì nó có những tỷ lệ rất là cụ thể ở đây. Và 64% khán giả vẫn xem tiếp mà vào giây thứ 30 như thông thường. Như vậy rõ ràng là cái video này có cái số lượng người truy cập rất là cao từ các bạn. Chúng ta ấn vào cái phạm vi tiếp cận thì chúng ta cũng sẽ biết được cụ thể đó là loại truy cập một cái nguồn, các cái nguồn mà khán giả tiếp cận đối với video này. Ví dụ như là tìm kiếm trên YouTube là 77,1%, các tính năng khác YouTube là 7,3, bên ngoài 6,5 và các cái tính năng duyệt xem là 4,5, video đề xuất 2,2. Như vậy rõ ràng là cái video này đề xuất nó không nhiều. Tuy nhiên là cái lượng tìm kiếm rất là lớn. Đấy, và các cái lượng truy cập bên ngoài thì cụ thể ở đây thì các bạn có thể xem những video của các bạn. Thế và cái nguồn lượng truy cập video đề xuất thì trong các cái video đã đề xuất cho cái video này, đó là tiếng pháo nổ 20 phút này, Tết xưa pháo nổ mịt mù xuân 93 này, Tết pháo đêm giao thừa ngày xưa này, liên khúc nhạc xuân 2022 remix pháo hoa, trực tiếp bắn pháo hoa giao thừa, vân vân. Và các cái cụm từ tìm kiếm trên YouTube cụ thể đó là tiếng pháo nổ, tiếng pháo nổ Tết, thì đây là những cụm từ này mà chúng ta có thể dựa trên những cụm từ này để chúng ta sản xuất những cái video tương tự, sẽ giúp cho chúng ta có cái lượng tìm kiếm tốt hơn. Thế và ở đây thì các bạn muốn xem cụ thể là cái cách mà set up, cái cách mà tạo cái từ khóa để những người mà tìm kiếm trên YouTube họ tìm thấy video của mình nhiều hơn, thì các bạn có thể xem một cái video mà tôi đã tạo, đó là 5 cách đặt tiêu đề thu hút triệu lượt xem. Thì các bạn có thể xem, tôi sẽ để cái link video ở phần mô tả ở dưới video này, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì chúng ta sẽ có những cái cách lựa chọn đặt từ khóa, tìm nội dung phù hợp để chúng ta có được những cái video của chúng ta có thể lên top. Cách SEO từ khóa thì trong các video, một loạt các video hướng dẫn về kiếm tiền YouTube thì tôi đã hướng dẫn các bạn, để các bạn dành thời gian chúng ta xem lại. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta xem cụ thể thì chúng ta sẽ có cái lượng tìm kiếm video của chúng ta nó sẽ dễ dàng lên top hơn. Ở đây thì có thể search để các bạn chúng ta có thể thấy video, ví dụ như video nhạc sóng Delta
chữa đau đầu hiệu quả. Đấy, ví dụ search như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ra cái video của khoa học nhạc giải trí đầu, của kênh khoa học ứng dụng đầu tiên. Đây chính là video của khoa học ứng dụng. Đấy, hoặc là search cái video tiếng pháo nổ Tết xưa 22 phút. Đấy thì nó sẽ ra cái video của khoa học ứng dụng đầu tiên. Đấy, và 95.000 lượt xem đấy. Đấy thì như vậy rõ ràng là cái việc SEO từ khóa nó chiếm cái vị trí vai trò hết sức quan trọng khi và giúp cho video của chúng ta lên top, cũng như là giúp cho kênh của chúng ta có nhiều view, nhiều sub, nhiều đăng ký. Như vậy thì có thể nói là đây là những cái chia sẻ mà giúp cho các bạn mới làm YouTube thì các bạn có thể nâng cấp, có thể phát triển kênh của mình tốt hơn. Lời cuối cùng thì nhân dịp năm mới Nhâm Dần đã đến thì mến chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới vạn sự cát tường, và các bạn làm YouTube thì sẽ có nhiều view, nhiều DK để ngày càng phát triển, để có thể hàng năm cuối năm chúng ta luôn luôn có những cái nồi bánh chưng có nhiều nhân. Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm khoa học ứng dụng, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh khoa học ứng dụng thì các bạn hãy like, share video và tặng khoa học ứng dụng một đăng ký kênh. Chúng tôi luôn có luôn luôn có giữ cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với các bạn để chúng ta cùng phát triển. Chúc một lần nữa chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng để sáng tạo và thành công trên trên con đường sự nghiệp của mình, trên đam mê của mình, để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.